Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch COVID-19 trên kênh Sức Khỏe Đời Sống. Thưa quý vị, trước tai biến vaccine xảy ra vừa qua tại Bắc Giang, Sở Y tế Bắc Giang mới đây đã họp hội đồng chuyên môn để đánh giá về tai biến trong quá trình sử dụng vaccine phòng COVID-19, đưa thông tin về trường hợp nam sinh tử vong sau tiêm vaccine phòng COVID-19. Hội đồng chuyên môn kết luận nguyên nhân học sinh tử vong sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Mới đây, Sở Y tế Bắc Giang đã ban hành văn bản số 411 thông tin về trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng, tử vong sau tiêm vaccine phòng COVID-19. Sở Y tế đã tổ chức họp hội đồng chuyên môn để đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vaccine phòng COVID-19. Sau khi xem xét, phân tích đánh giá các yếu tố, hội đồng chuyên môn thống nhất kết luận nguyên nhân dẫn đến diễn biến nặng của bệnh nhân T là phản vệ độ 4 do phản ứng quá mẫn của cơ thể với vaccine phòng COVID-19 Pfizer. Hội đồng chuyên môn loại trừ nguyên nhân do chất lượng vaccine, thực hành tiêm chủng. Theo đó, vào hồi 10 giờ 27 phút sáng ngày 24 tháng 11, em sinh ngày 16 tháng 8 năm 2005, học sinh trường Trung học Phổ thông Sơn Động số 2, địa chỉ tại thôn Dèm, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, tiền sử bệnh tật, dị ứng, không được tiêm vaccine phòng COVID-19 Pfizer. Điểm tiêm lưu động tại trường trung học phổ thông Sơn Động số 2 theo kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi của tỉnh Bắc Giang. Sau tiêm khoảng 20 phút, bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi, chóng váng, mạch 89 lần trên 1 phút, huyết áp 130 trên 80. Tiếp đó, bệnh nhân xuất hiện tức ngực, khó thở nhiều, đã được xử trí cấp cứu và chuyển đến khoa cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Sơn Động. Tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động, bệnh nhân T diễn biến nặng rất nhanh, xuất hiện các cơn ngừng tuần hoàn. Nhận được thông tin trên, Sở Y tế Bắc Giang đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ tư vấn chuyên môn qua điện thoại và cử ngay kiếp cấp cứu gồm các bác sĩ chuyên ngành hồi sức tích cực hàng đầu của tỉnh và các phương tiện, trang thiết bị hồi sức cần thiết, khẩn trương đến hỗ trợ cho Trung tâm Y tế huyện Sơn Động. Bệnh nhân được các y bác sĩ xử trí tại chỗ bằng việc thở oxy, adrenaline 1mg trên 1ml, nhân 1 trên 2 ống, tiêm bắp tay khách nhau 5 phút bởi sau tiêm. Các triệu chứng không thuyền giảm, thiết lập đường truyền tính mạch natrichloride 0,9%. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Sơn Động cấp cứu. Đến 13 giờ, tệ xuất hiện tình trạng tràn khí khoang màng phổi phải. Các bác sĩ tiến hành hội trần toàn viện thống nhất mở dẫn lưu khoang màng phổi hai bên, hút dịch liên tục. Đến 14 giờ 30 T ngừng tuần hoàn và được tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn. Sau 5 phút, tim đập trở lại, các bác sĩ tiếp tục duy trì adrenaline, thở máy. Đến 15 giờ 30 phút, huyết áp T tụt xuống 85 45mg thủy ngân và được bổ sung dobutamine, đặt xe thờ, tính mạch trung tâm. Quá trình cấp cứu tích cực tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động, phối hợp với kiếp cấp cứu của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, thống nhất trần đoán phản vệ độ 4 sau tiêm vaccine phòng COVID-19. Đến 23h48 cùng ngày, nhận thấy bệnh nhân có đủ điều kiện chuyển viện, Sở Y tế đã chỉ đạo kiếp cấp cứu của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh liên hệ trước và chuyển bệnh nhân T đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân T đã được trần đoán sốc phản vệ độ 4 sau tiêm vaccine phòng COVID-19 và đưa vào lọc máu, chạy ECMO. Bệnh viện Bạch Mai đã quan tâm, tập trung toàn lực cấp cứu, điều trị tích cực cho bệnh nhân T. Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, trong 4 ngày điều trị tại đây với chẩn đoán sốc phản vệ độ 4 sau tiêm vaccine phòng COVID-19, suy đa tạng, bệnh nhân T luôn trong tình trạng nặng, duy trì chạy ECMO, lọc máu. Đến trưa ngày 28 tháng 11 năm 2021, do bệnh nặng, suy đa tạng không hồi phục, bệnh nhân T đã tử vong. Trước đó, như đã đưa tin, sáng ngày 24 tháng 11, tại điểm tiêm chủng lưu động trường trung học phổ thông Sơn Động số 2 và trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, tổ chức tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho học sinh, loại vaccine sử dụng là Pfizer. Trong quá trình tiêm chủng, 4 học sinh tại hai trường này có biểu hiện chóng váng, khó thở, đau tức ngực, buồn nôn, da tái do sốc phản vệ. Sau đó, hai em phải chuyển lên bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu, Cả hai em đều được can thiệp ECMO. Sở Y tế Bắc Giang thông tin thêm, ngoài em học sinh nam này, một nữ sinh 16 tuổi, cũng ở huyện Sơn Động, cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Hai học sinh khác bị phản ứng nhẹ hơn, được chuyển đến Trung tâm Y tế Sơn Động, hiện đã về nhà, sức khỏe ổn định. Theo kế hoạch, Bắc Giang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, với số lượng dự kiến là 173.977 em. Thủ tướng yêu cầu điều tra làm rõ sự cố sau tiêm vaccine COVID-19 gây tử vong ở Thanh Hóa. Trước đó, Sở Y tế Thanh Hóa cũng cho biết Hội đồng Tư vấn chuyên môn đã có kết quả đánh giá nguyên nhân sự cố tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại công ty trách nhiệm hạn giày kim Việt, huyện Nông Cấm, tỉnh Thanh Hóa, ngày 23 tháng 11 khiến 4 người tử vong. Trước sự cố đó, mới đây, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Công an các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xác định nguyên nhân sau sự cố tiêm vaccine phòng COVID-19, nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Theo đó, Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện bảo quản vaccine phòng COVID-19 theo đúng quy định không phân bố vaccine cho các địa phương không đảm bảo điều kiện bảo quản chịu trách nhiệm tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid 19 an toàn hiệu quả khoa học trên cả nước ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa bộ y tế và các bộ cơ quan liên quan hỗ trợ thỏa đáng động viên chia sẻ kịp thời những gia đình có người thân bị tử vong sau tiêm tại địa phương trước đó ngày 23 tháng 11 trung tâm y tế huyện nông cống đã tiêm vaccine Verocell mũi 2 cho người lao động tại công ty trách nhiệm hạn giày kim Việt. Công tác tổ chức tiêm chủng, khám sàng lọc, tiêm vaccine, theo dõi sức khỏe sau tiêm được thực hiện theo quy định, chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong tổ chức tiêm chủng. Đến nay, đã có 4 người tử vong sau khi tiêm vaccine Verocell. Bước đầu, Hội đồng Tư vấn chuyên môn do Sở Y tế Thanh Hóa thành lập đã có kết luận, nguyên nhân các trường hợp tử vong là do sốc phản vệ sau tiêm trước tình hình trên trong những ngày qua cùng với sự hỗ trợ về chuyên môn từ bệnh viện bạch mai bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa đã cử nhiều bác sĩ điều dưỡng có kinh nghiệm xuống hỗ trợ chuyên môn tại huyện nông cấm sau ba ngày điều trị theo dõi tại bệnh viện đến chiều ngày hai mươi sáu tháng 11 một sức khỏe các bệnh nhân đã tương đối ổn định hiện nay bệnh nhân không phải thở oxy đã tự vận động được các xét nghiệm trong giới hạn bình thường nhận biết dấu hiệu phản vệ khi tiêm vaccine COVID-19. Thưa quý vị, cũng giống như các loại vaccine khác, vaccine phòng COVID-19 cũng gây ra các phản ứng phản vệ. Ngay cả những người không có cơ địa dị ứng thì họ vẫn có thể gặp phải tình trạng phản ứng phản vệ. Vì vậy, chúng ta nên phải nắm rõ dấu hiệu phản vệ sau khi tiêm vaccine để có thể phòng tránh hậu quả khó lường. Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những dấu hiệu phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19 ngay sau đây. Theo thông tư 51 của Bộ Y tế về phòng xử trí phản vệ và tài liệu cập nhật về phản vệ của Hội dị ứng thế giới, thì phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính, xuất hiện sau vài giây, vài phút hoặc vài giờ sau khi tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng, trong trường hợp này là thành phần của vaccine COVID-19. Các triệu chứng phản vệ không nhất thiết xuất hiện tại tất cả cơ quan trong cơ thể, mức độ cũng có thể thay đổi rất nhanh chóng. Dấu hiệu gồm da niêm mạc nổi ban bẩn đỏ ngứa, còn gọi là ban mày đay, có cảm giác tê môi, phù nề môi, lưỡi, mí mắt, cảm giác nghẹn, khó nuốt. Đường thở hoặc hệ hô hấp, có cảm giác khó thở, nghẹn họng, khàn tiếng, nói khó, tức nặng ngực, thở giết, khó khè. Tăng hoặc giảm huyết áp đột ngột so với bình thường. Có dấu hiệu ở hệ tiêu hóa như bị đau quặn bụng, nôn hoặc buồn nôn, đi ngoài phân lòng có thể bị choáng, ngất hoặc ngừng tim, ngừng thở, ngừng tuần hoàn. Nếu một trong các biểu hiện này xuất hiện nhanh chóng sau tiêm, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế để được cứu chữa kịp thời. Tỷ lệ dị ứng chung với vaccine rất hiếm, chỉ từ một vài người trên một triệu mũi tiêm. Những người này chủ yếu mẫn cảm đối với các thành phần tá dược của vaccine. Các nhà khoa học nhận thấy, dị ứng chủ yếu xảy ra với thành phần polysorbate 80 có trong vaccine của AstraZeneca và PEG có trong vaccine của Pfizer. Một người có thể dị ứng polysorbate 80 hoặc PEG khi có biểu hiện dị ứng lặp lại với hơn hai loại thuốc hoặc sản phẩm, hoặc chỉ dị ứng với một vài dạng đường dùng của một số loại hóa chất. Theo hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19 ban hành ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế, đối tượng không chỉ định tiêm COVID-19 là những người có tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng covid 19 cùng loại lần trước có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác cũng là một trong những đối tượng cần thận trọng khi tiêm chủng vaccine covid 19 hiện nay quy trình tiêm chủng vaccine covid 19 ở nước ta được triển khai cấp độ an toàn mức cao nhất tiến bộ và khắt khe các cơ sở tiêm chủng vaccine covid 19 tại Việt Nam đều được đảm bảo tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trang thiết bị và nhân lực. Thực hiện nghiêm túc công tác khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng và tổ chức buổi tiêm chủng an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Người tiêm vaccine phải ở lại ít nhất 30 phút tại điểm tiêm chủng để theo dõi các phản ứng sau tiêm, vì đây là khoảng thời gian có thể xuất hiện các phản ứng sau tiêm vaccine. Trong trường hợp đã về nhà, người tiêm chủng sẽ được hướng dẫn theo dõi các phản ứng tại nhà từ 24 đến 48 giờ. Trong trường hợp nếu có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế, bác sĩ để có hướng dẫn can thiệp kịp thời. Trong giai đoạn hiện nay, để đảm bảo sức khỏe, quý vị hãy tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình COVID-19 và theo dõi các hướng dẫn từ Bộ Y tế. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi cho chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.